Yes. Three? Yeah, three. Yeah, three. Three order that. Cái món chân gà này rất là ngon nè cả nhà. Hôm nay Châu đi ăn điểm sắm nha. Can I see this? No. Shrimp. Yeah. Can I get the shrimp one? Yeah. Two. How about this? Beef thigh. This bone. Okay. One thing. Yeah, I get one then. Hello cả nhà mình nha, cả nhà mình có khỏe không? What's that? The pork and the shrimp and the tofu. Tofu? Yeah. Tofu pork and the shrimp. Yeah, pork meat. Yeah, pork meat. No. You have hái cảo? Uh-huh. You have hái cảo, shrimp, hái cảo? You don't have hái cảo, huh? Oh, okay. Okay. No, yeah. Bánh cúng tôm phải không anh Vinh? Yeah, can I have the sóng phẳng shrimp? Chắc là chưa, một. Two order shrimp sóng phẳng. Yeah, two order that. That's an only just one. Hai lọ cua, nâu chết cua rồi. Nó có bánh bao nè, nhà bánh bao xá xíu nè, rồi bánh ướt tôm nè. Đi ăn điểm sắm, món này là không thể thiếu nè cả nhà mình. Rất là ngon. Cho gọi hai dĩa bánh ướt tôm luôn nè. Nhìn cái bàn mình hấp dẫn quá anh Vinh ha. Hấp dẫn chưa? Thích nhất đi ăn điểm sắm là được những cái mình ngồi mình chọn những món ăn mình thích á, và đẩy từng xe tới. Có nhiều chỗ bây giờ họ không có đẩy xe mà mình tới họ đưa menu cho mình order, còn nhiều chỗ thì nó đẩy xe tới trước mặt cho mình chọn. Nhưng mà Châu thì vẫn thích là đẩy xe tới rồi mình đứng dậy mình ra mình coi những cái món nào mình thích mình lựa, thấy nó vui. Còn mà nó đưa order tự nhiên mình nhìn mình cái order mình thấy nó mình order cũng được nhưng mình thấy nhìn thấy nó buồn buồn sao á. Ồ cái này là cháo nè cả nhà. Đó. Là xíu mại nè, bánh tôm nè, chân gà hấp nè, cái này là gân nè, cái này là bánh ướt bò. Đi ăn là thích nhất là chân gà rồi bánh ướt tôm. Đây là bánh da, bánh trắng này là cho không biết gọi là cái gì. Đây. Rất là hấp dẫn luôn á. Cho cả nhà xem là đó, nguyên cái xe đồ ăn đây, nhìn hấp dẫn chưa? Người ta đẩy ra chuẩn bị đẩy vòng vòng cho mấy cái bàn á cả nhà mình. Cho order. Cho thích ăn cái món đó, cà tím rồi có tôm ở trên. Đây là hủ qua. Thịt ở trên rồi tầng dưới nữa nè, có bánh đó nè cả nhà. Nhìn xe đẩy thấy vui chưa? Cái xe họ đẩy nhìn hấp dẫn không, bốc khói luôn nè. Đây là xe bột chiên, dạ bột chiên, dạ dạ bột chiên, dạ lấy xe bột chiên cả nhà.
Rồi đây là xe để bánh đó nè, có bánh ở trong nè. Đây là một xe đẩy nữa nè, nó đẩy tới tấp luôn đó. Nhà thấy nè đó, người ta đẩy xe tới tấp luôn á, nhìn vui lắm. Thích đi ăn điểm sống là những giống như những chiếc xe nó đẩy tới tấp rồi, nhìn thấy nó vui vui, mình vừa ăn mà vừa thấy có cái gì đó nó rất là vui, đẩy liên tục luôn á. À, mình gọi mà thập cẩm hết luôn á. Ấy cái cuốn mà làm đó. Bây giờ chắc là dạ, anh ghép tí. Đi cái chút rồi kìa. Đúng rồi, cái này cháo. Cháo luôn. Cái này xí. Những con này. Ok, can order one. Hello, chị Chrissy. Hello. Hello. Hello, chị Cathy. Hello, chị Lisa. Trời, hôm nay mấy chị của em đẹp ghê nha. Dạ. Dạ, hello chị. Dạ, chị Cathy ngồi đây đi. Những người bạn của Châu và bạn chị Cathy đã tới rồi. Em order đồ ăn hồi nãy giờ nè, tại vì hẹn 11 giờ, em nghĩ là 1 giờ tới, nên đồ ăn nó hơi nguội tí xíu. Mấy chị ăn nha. Hello chị. Chị tên gì? Dạ. Jenny. Dạ, chị Jenny là bạn của chị Cathy, đây là lần đầu tiên Châu gặp, ra Châu không biết tên. Còn mấy chị này là cũng là bạn chị Cathy luôn đó. Dạ. Rồi mình bình thường nha. Rồi mấy chị ăn tự nhiên nha. Dạ. Khách trà mình gọi trà nữa. Dạ ăn tự nhiên chị. Chị muốn coi gì nữa order nha, tại vì em kêu được rồi. Dạ. Tranh thủ ăn để nó nguội á. Dạ. Ăn đi mấy chị. Đúng không? Rồi mấy chị ăn nha, để nó nguội hết ngon nó ăn rồi mình gọi nữa, mình gọi món khác nữa. Dạ. Dạ. Rồi ăn đi chị. Chị ăn đi chị Lisa. Dạ. Dạ, cái đó là xì dầu. Dạ. Em ra đây ăn mà mê ăn món này nè. Dạ. Mê ăn đây đây. À, chân gà. Dạ. Em phải tranh thủ không chạy, tại điểm sắm là mình phải đi ăn sớm. Chứ mình đi trễ, thứ nhất là không có chỗ. Gì nữa, đồ ăn em sợ nó ngon á. Dạ. Mấy chị qua làm gì? Thứ tối thứ bảy, đi đâu? Vậy hả? Vậy hả? Ở đây ở tới. Dạo ra học ra trường đi làm rồi. Dạ. I think you had a kid wedding, yeah. Lúc đẻ nó là cũng 24 tuổi rồi. Dạ. Ngoan lắm. Ra trường đi làm. Dạ.
con cái là cái duyên, giấu gì đâu. Dạ. Có con cũng sướng, không có con cũng sướng. Đúng rồi. Hôm nay con cái cũng là tùy cái duyên nữa. Không. Duyên và phận. Nó thì đó là duyên và phận á. Dạ. Là nợ á. Dạ. Có nợ với nhau. Không có nợ, không có thuận, không có con. Đúng rồi. Đây là hai đứa, hai cháu thôi. Em một. Một. Con trai. Lớn lắm hả? Bốn đứa chị hả? Và nói cho anh ba đứa đây đó, đứa già ba đứa. Dạ. Ăn đi chị để nó nguội á. Dạ. Sao cứ ăn được tự nhiên, tự nhiên đúng không? Anh để chế có mà chỉ năm với nay chị đi già nhận không ra luôn á. Đi già nhận không ra luôn á. Anh đi xa rất là đẹp gái mà. À. Nhìn nó không ra luôn. Đây là đẹp tảo. Mỗi nói đẹp tảo. Chị có tuổi à. Mình đừng nhớ lấy mình già. Mình thấy mình trẻ là mình sẽ trẻ. Vậy là tên Kiều. Dạ. Nói mình đẹp lên. Dạ. Đẹp tảo. Người ta nói là cái tuổi chỉ là một con số thôi. Dạ. Còn mình cái mai, quan trọng cái mai của mình thấy lúc nào và mình cứ trẻ trung là sẽ thấy trẻ thôi. Dạ. Cho em á, lần đầu tiên cho tới đây là nghe bạn giới thiệu á cả nhà. Lần đầu tiên tới đây em thì thấy cái nãy giờ cho ăn cái chân gà. Không, dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Sorry, nãy giờ lô bu quá, quên mời cả nhà mình ăn luôn. Xin mời cả nhà mình cùng ăn điểm sắm với Châu. Sorry, cả nhà mình nhiều, lô bu quá, quên mời luôn cả nhà mình ăn. Để Châu nói là trở lại cái cục xíu mại này, nó làm cũng ăn cũng tương đối là trên trung bình. Dạ. Không có phải là xuất sắc lắm, nhưng mà trên trung bình cái xíu mại này. Nhưng mà cái chân gà vậy mà chân gà nó vừa ăn, chân gà rất là vừa ăn. Còn cái bánh bông chiên này á, để cho thử nhà cá nhân cũng ok. Mà cho anh được ăn điểm sắm là chỗ thích ăn chân gà với bánh nước tôm với há cảo. Ăn cái này thường là phải uống trà. Hôm nay là bây giờ hiện tại là gần 12 giờ trưa giờ California mình. Giờ này bên Việt Nam thì 2 giờ sáng. Dạ, 2 giờ sáng. Dạ. Đây thì 12 giờ trưa ở Mỹ. Cái nhà hàng điểm sắm này thì nó nằm ở thành phố Los Angeles, LA mình. Từ nhờ Châu mà chạy lên Los thì cũng khoảng 35-40 phút. Không kẹt xe. Đủ con lý đó chứ. Không kẹt xe đó cả nhà. Để cho thử cái lòng bò này nè cả nhà. Thường á, dân điểm sắm cho thích ăn cái này lắm. Nó có củ gai trắng rồi huyết nữa, nhưng mà hôm nay nó có cái chỗ này nó làm không có huyết, chỉ có lòng này thôi mà không có củ cải trắng nữa. Cho thử cái này. Chị Lisa là không có đứa con, không có con, dạ chưa có gia đình. Dạ. Còn chị Lisa mình là mấy đứa chị Lisa chưa có. Ồ, cũng chưa luôn. Dạ. Cái này là thuộc về hạng tiễn không á nha. Single à? Single á, hạng tiễn.
chị Lisa là không có gia đình nè, chị Chrissy cũng chưa có gia đình nè, nhưng mà chị Cathy mình thì có nè cả nhà. Cathy thì có hai đứa con, hai đứa con, đứa lớn là bao nhiêu tuổi hả chị Cathy? Quên rồi. 28, đứa kế? 27. Kế là 27 cả nhà, trai gái. Gái lớn. Cũng lâu lâu mới gặp chị. Tại vì hồi bây giờ lúc trước thì chị em còn có giờ hay gặp nhau, còn bây giờ ai cũng bận hết. Không biết chỗ nào có cầu đi lâu quá rồi, mấy năm quá rồi. Đà Nẵng, Nha Trang, Huế thì đi hết lâu, không thấy chỗ nào cũng vậy à. Vô điểm tắm ăn thì không khí nó lúc nào nghe nó giống như ở chợ đó cả nhà. Nói chuyện quá trời luôn. Cũng vui. Mà đồ ăn điểm tắm thì cả nhà biết là mình phải lên khu tàu, khu người Hoa thì nó mới ngon. Còn với oxy đó là 99% là người, 90% là Việt Nam mình rồi. Mấy cô đó ở nhà mấy cô ra ăn đồ nó cũng có nhà hàng tàu nhưng mà nó không có ngon bằng lên chính cái khu người Hoa. Khu người Hoa là Châu đang ăn đây là nó gọi là thành phố Alhambra, Moray Park, yeah, Moray Park and Alhambra nó là kế nhau, nó gọi là Los Angeles. Khu này người Hoa coi như là 100% rồi cả nhà, người Hoa. Không ăn điểm sắm thì những lên những đây thì ăn nó mới ngon. Nhà thấy là càng về trưa bắt đầu tới giờ lên thì người ta càng đông. Ta càng đông. Nhà hàng này nó trang trí cũng đẹp lắm cả nhà mình. Hello mấy chị của em, phải ăn no hôm nay nha. Chị Cá Tì, nhất là chị Cá Tì nè, chị trên này nè. Phải ăn no nha. Đây là cái business kho của nhà hàng nha cả nhà mình. Nó có cả địa chỉ luôn nè cả nhà. Nó mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Nhà có số phone, địa chỉ nha cả nhà mình. Nó thuộc thành phố, thuộc City Moray Park ở LA mình. Cái tiệm mà ăn cái nhà hàng này nó cũng thật ra là nó nằm cạnh nhà cũ của Châu ở lúc xưa, lúc trước khi Châu dọn xuống OC gần Santa Ana mình, sát bên nhà Châu. Bây giờ thì Châu lại dọn xuống rồi. Có địa chỉ, hy vọng cả nhà mình mà nếu như mà ai có muốn lên LA, ai mà ở OC muốn lên LA ăn, hoặc là cô chú bác ở tiểu bang khác về muốn điểm sắm thì đến nơi đây. Nhà hàng này nó vẫn còn đẩy xe, trang trí đẹp, sạch sẽ và đồ ăn cũng khá ngon nha cả nhà, cũng khá ngon. Cả nhà, Châu order đậu hũ đường ăn two more, okay? Two more, yeah, okay. Rồi đồng thời có bánh bò nữa nè cả nhà mình. Mình order cái nào vậy chị? Nào có trứng phải không? Dạ. Chị biết cái nào ngon á chị gọi đi chị khai chị. Sa bao đó, cả nhà thấy không? Nhiều mấy loại bánh luôn á. Mày biết cho này lòng không ạ? Ở trong là trứng đúng không chị? Cái gì? Dạ. Dạ. Đã mở rồi. Dạ. Đây mình order là bánh này là bên trong có trứng nè cả nhà. Mỗi lần đi ăn điểm sắm là Châu thích ăn cái bánh đó lắm. Đó, hũ đường nữa nè cả nhà. Đây đậu hũ đường đây. Thường đi ăn điểm sắm lúc nào là coi như là Châu cũng order đậu hũ đường hết á. Nấu đậu hũ đường rất là ngon.
cái bánh này nữa. Chị cá tì, chị bẻ cái bánh này ra coi trong cho em. Em muốn cho coi cái nhân ở trong á, bẻ cái bánh ra. Dạ. À, đây chị Chrissy sẽ mở cái bánh cho mình, cả nhà mình coi nè. Ở đây người Tàu á, họ làm những cái bánh trứng này ngon lắm luôn á. Cái bánh này là châu ghiền. Wow, trời ơi, ngon chưa nó. Cả nhà thấy không đó, trong này là họ làm bằng trứng, đúng không chị Chrissy? Dạ, 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 trứng muối. Dạ. À, chị nói là trứng muối vàng á. Wow, look so good. Trời, look nhìn ngon quá. Dạ. Rất là ngon. Rồi, chị có xì ăn nha. Đó. Nhấm mì đi. Ăn coi chị có xì sao. Ngon không? Nhân ngon không chị có xì? Very good. Very good. Dạ. Mấy chị người nào cũng ngon quá nè. Thử nè. Nhìn ngon chưa? À, nhìn lúc rớt quá nè, trời ơi. Đó. Lần nào mà đi ăn điểm sắm á là em cũng phải ăn cái bánh này hết á. Tí Châu sẽ thử cái này nghe cả nhà mình. Nè cả nhà coi nè. Wow. Trời ơi cả nhà ơi. Ở trong nè, cực kỳ ngon luôn á. Châu mời cả nhà nha, ăn bánh trứng cùng với Châu nha. Ngon lắm. Quá ngon luôn á, nhưng nó sống. Này chắc lát order đem về nữa. Cái này lẩu xá, lẩu xá là để như là đã cái trứng mặn nó chảy ra luôn. Rất ngon luôn á. Ngon lắm cả nhà. Món này cực kỳ ngon luôn nha. Trứng muối mà trứng muối nó chảy, nó mặn mặn nữa, ngon dễ sợ luôn á. Ăn xong này uống trà nó nóng mặn quá, quá tuyệt vời. Đúng rồi, gì trên này. Quá tuyệt vời. Nhưng chị ca tiền ngon quá không? Cái bánh này á chỉ có cái căn có thôi nha, có nhiều căn có thôi. Đúng rồi chị, thì bữa qua em hỏi em đi nhà hàng đó em tìm cái bánh này, nhưng mà đẹp khi mà mình order mình ra thì ở trong nó không phải trứng muối nè. Em nói nó mà vàng vàng giống gì, nói chắc là cả dẻ có đó chứ. Đó mình gọi một cái tên khác nữa hả chị? Chú Minh Trinh nữa. Dạ, cảm ơn anh. Ngon quá, ăn đau hủ đi chị. Để cho uống miếng nước trà. Tại vì có nhiều chỗ. À, chị nhiều quá, em quen nhiều quá vậy. Anh Vinh nữa. Chén đậu hủ luôn anh Vinh. Không hả? Anh Vinh nói anh đã đủ đẹp trai già rồi, không cần. Đã đủ đáng rồi. Đây nè, ở nhà mình đậu hủ đường đây. Mấy chị ưu tiên cho Châu nguyên một tô lớn vậy nè. Thôi vậy là coi như một mình Châu là hết hơn nửa tô rồi đó. Để Châu thử cái đậu hũ đường ở đây coi nó nấu ngon không nghe cả nhà. Chứ thường á, nhà hàng mà điểm sắm á, Châu đa số Châu thấy nhà hàng điểm sắm nào nấu này cũng ngon. Châu mời cả nhà ăn đậu hũ với Châu nha. Là đậu hũ rất là mềm. Cả nhà ơi, rất là no luôn, no lắm luôn á cả nhà mình. Coi như là ăn cũng gần hết luôn rồi. Mấy chị ăn cũng hết rồi đó cả nhà. Em là no nổi rồi đó. Nhà mình thấy không, tàn cuộc rồi nè, ăn hết rồi đó, xong hết. Thì chị Cathy cũng ăn hết rồi, chị Chrissy, Lisa, chị Jenny, nhà những người bạn cũng đã ăn hết rồi. Cả nhà ơi, hôm nay Châu và chị
Cathy, Chrissy, Lisa, chị Jenny và anh Vinh đã ăn xong hết cái buổi điểm sắm hôm nay rồi. Đồ ăn ở đây tương đối là cũng ngon. Mấy chị thấy sao? Đồ ăn cũng ok phải không? Dạ. À, lần đầu tiên Châu đến đây ăn, nhưng mà đồ ăn ở đây thì Châu thấy là ngon đó. Mấy chị cũng nói là rất là ngon. À, và cái video cũng đã dài rồi, cho Châu xin kết thúc cái video clip tại đây nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đã theo dõi video clip ngày hôm nay của Châu. Và hy vọng cả nhà mình, nếu mà có ai mà có muốn đến đây ăn á, thì trong cái video của Châu, Châu có ghi, có nãy có quay cái business card, trong đây có địa chỉ và giờ mở cửa luôn. Và hôm nay cho Châu và mấy người bạn Châu tạm chia tay cả nhà mình, và hẹn cả nhà mình vào những video kỳ tới nha. Chào tạm biệt cả nhà mình, bye bye. Chào tất cả.